Rạc mưa bay, rạc bắt chân tóc cao dành cho nghị luận xã hội. Lớp văn thi, nhà soạn nhạc Beethoven sinh năm 1777, mưa mất năm 1827 là nhà soạn nhạc cổ điển người Đức hồi nhỏ. Ông bị khiếm thị sau đó bị đi hoàn toàn tùy vai vượt qua mọi trở ngại. Ông vẫn trở thành một nhà soạn nhạc vĩ đại nổi tiếng thế giới. Một là hình tượng âm nhạc quan trọng trong giai đoạn giao thời. Từ thời kỳ âm nhạc cổ điển sang âm nhạc lãng mạn, Phát Tông được coi là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất và có ảnh hưởng tới rất nhiều nhà soạn nhạc sĩ và khán giả về sau. Vượt ngàn dặm.